Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ Chùa Hội Đức, kính thưa Đại Đức MC và cùng toàn thể tất cả các khóa sinh trong khóa tu mùa hè sáng hôm nay. Thầy MC vừa mới nói là 700 con tim đang ngồi để lắng lòng nghe. Thì 700 con tim này tất cả chúng ta phải hội tụ tại đạo tràng chùa Hội Đức, để 700 con tim này bắt nhịp với trái tim của Phật, để chúng ta cùng nhau gửi gắm tất cả những tâm hồn của mình lên cho Đức Phật cái đã. Và cái đề tài của buổi sáng hôm nay mà Thầy muốn gửi đến cho tất cả các con, đề tài được mang tên là Tuổi Trẻ, Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong cái đạo tràng sáng hôm nay, tụi con có hai thế hệ. Một thế hệ là chồi, một thế hệ là lá. Chồi nó còn nhỏ lắm, còn lá thì nó cũng đã nở ra rồi, mà nó chỉ là những chiếc lá non. Đại diện Phật tử, đại diện các con lên mà tác bạch thỉnh sư, thì một khóa sinh đã nói rằng chúng con là những chiếc lá non, cho nên cũng đang mong chờ sự chở che trước sóng gió của cuộc đời. Thật sự ra tụi con sinh ra, tụi con chỉ là những chồi non thôi, nhưng mà tụi con là nguồn khí của đất nước, tụi con là gia sản của quốc gia. Tụi con là những cái tuổi trẻ, kiến thức nó dồi dào, trí thông minh của nó đang phát triển. Thì nói chung 700 con tim sáng hôm nay là cái gia sản của quốc gia, là nguồn khí của đất nước đó. Nhưng mà tụi con á, giống như cái cây mà cái lá non mà nó vừa ra, thì bên cạnh chiếc lá non đó là muôn ngàn con sâu nó bò tới. Tụi con cũng vậy, tụi con càng lớn lên, tụi con càng học, tụi con càng phát triển nhiều chừng nào, thì xung quanh tụi con nó có những cái con sâu nó bò ra. Và những con sâu của cuộc đời nó gọi cái tên là cám dỗ của cuộc đời. Nó sẽ gặm nhấm tụi con hết, nó làm cho chiếc lá của mình không còn lành lặn nữa, mà chiếc lá của mình từ từ nó bị lon lỗ, nó bị sâu hết rồi. Cho nên tụi con phải cố gắng gìn giữ làm sao cái nguồn khí của chính mình là một chiếc lá xanh mơn mởn trước sóng gió của cuộc đời. Đừng có bao giờ để cho tất cả những cái loài sâu, loài bọ này kia nó đến để rồi nó hủy hoại thân và tâm, trái tim và khối óc của mình nữa. Tụi con đứng vững giữa cuộc đời này không phải nhờ nhiều vào người khác, mà bản thân của tụi con phải tự ý thức lấy mình. Thật sự ra một đứa trẻ nó lớn lên là một chiếc lá đó, nó nương tựa bởi ở cha mẹ, thầy cô giáo, rồi những người xung quanh mình. Tụi con chỉ nương tựa thôi, nhưng mà tụi con có đứng vững giữa cuộc đời và con đi đến nơi đến chốn hay không là do bản lĩnh của chúng con. Thầy ngồi trên đây, thầy nhìn xuống, thầy nhìn hết 700 khuôn mặt. Đứa nào có bản lĩnh nó đều hiện trên cái mặt của mình ra hết. Còn đứa nào mà nó không có bản lĩnh nó cũng hiện ở trên khuôn mặt của mình. Tụi con sáng hôm nay một điều đáng mừng, dù là khuya nay trời có mưa, nhưng mà sáng hôm nay tụi con khuôn mặt của tất cả 700 trái tim đều là 700 bản lĩnh của cuộc đời hết. Tụi con đều là những cái bản lĩnh của cuộc đời. Tụi con còn trẻ, tụi con mới lớn, nhưng mà tụi con chính là những cái chiến sĩ. Hiểu không? Là chiến sĩ, là những cái người vệ quốc, có thể bảo vệ cho chính bản thân mình, bảo vệ cho tất cả những cái trái tim và khối óc của mình, bảo vệ cho cuộc sống của mình. Cho nên tuổi trẻ nó hay lắm các con. Nhưng mà con sống làm sao tuổi trẻ phải đầy đủ niềm tin, và cuộc sống của mình như thế nào mới được. Chứ còn nếu mà sống giống như cái xác sống giữa cuộc đời thì sai rồi. Đại đa số con người sống ở ngoài đời đó, họ sống bằng cái xác sống đó các con. Cái xác sống có nghĩa là một khối thịt biết nhúc nhích, nhưng mà họ không biết gì cái nào đúng cái nào sai, họ không cần phân biệt, họ chỉ biết hưởng thụ, gục đầu và làm theo cái thói quen của mình. Đó là xác sống.
Mày chửi tao, tao chửi mày, đó là xác sống. Hiểu không? Các con có xác sống không? Các con có thèm khát cái này, các con có ghiền cái kia hay không? Thí dụ như ngồi ở đâu là mở điện thoại là chơi game, thiếu điện thoại là không được, thiếu game là không được, đó là xác sống. Còn một người sống đúng, sống thật và sống sạch thì họ không phải là xác sống. Hiểu không? Sống đúng có nghĩa là phân biệt cái chuyện nào đúng, cái chuyện nào sai, chuyện nào nên làm và chuyện nào không nên làm. Sống đúng có nghĩa là gì? Sống mà dâng tặng cho cuộc đời nụ cười. Còn nếu mà mình sống mà mình để cho người khác khóc trước mặt mình, hoặc là khóc sau lưng mình, hoặc là khóc âm thầm trong đêm, sống như vậy là xác sống. Hiểu không? Cho nên các con ơi, coi chừng tất cả chúng ta ngồi trong đây, ngay từ bây giờ mà mình có thể biến thành xác sống đó. Xác sống có nghĩa là gì? Làm không cần biết thời gian. Thí dụ như bây giờ nè, tụi con ngồi đây để chi vậy? Để tụi con lắng nghe, lắng nghe tất cả những cái lời dạy của Phật mà qua cái lời nói của thầy truyền đạt đến tụi con, lời dạy của Phật để tụi con đắp bồi thêm cho kiến thức của mình, để giúp cho tụi con có rất nhiều tất cả những cái hành trang để tụi con sống giữa cuộc đời này. Nếu mà giờ phút này tụi con mở mắt thật sáng, lắng lỗ tai thật tỏ, để tụi con nhìn, tụi con nghe, tụi con thẩm thấu được, thì tụi con là sự sống. Còn giờ này đó, mặc tình, ai nói thì nói, mình ngủ thì ngủ, rồi cái mình ngồi mình lắc lư, mình nhớ cái này, mình nhớ cái kia, tức là mình không tập trung lại một việc, đó là xác sống. Mình ngồi trong lớp mình học mà mình không lắng nghe, mình không tập trung là xác sống đi học. Mà xác sống đi học là gì? Là một cái cục thịt biết nhúc nhích nó đi học thôi, chứ nó không có sự sống gì cả. Cho nên hôm nay tụi con phải tự khẳng định rằng tụi con là tuổi trẻ đầy sức sống, chứ không phải tuổi trẻ mà mang trong mình xác sống. Hiểu không? Xác sống nó ghê lắm. Ngày xưa ông Trần Quyền Trang ông đi thỉnh kinh, ông gặp một xác sống rồi, phải không? Tức là bạch cốt tinh đó các con. Bạch cốt tinh là gì? Là một bộ xương trắng, không da, không thịt, không máu, không me, không tim gì cả. Cho nên nó chỉ là một bộ xương thôi. Cho nên bạch cốt tinh chính là xác sống thời đó. Ông Trần Quyền Trang ông đi thỉnh kinh, ông gặp xác sống. Có nghĩa là ông Trần Quyền Trang và bạch cốt tinh chỉ là một thôi. Tụi con coi phim Tây Du Ký, tụi con phải hiểu ở trong đó nó có một nền giáo dục tuyệt vời lắm. Trần Quyền Trang lúc đó đi thỉnh kinh, gặp bạch cốt tinh, thì bạch cốt tinh chính là xác sống của Trần Quyền Trang đó các con à. Trần Quyền Trang phải làm sao vượt qua 81 nạn để rồi có thể rằng là bỏ tất cả những cái xác sống này, bỏ tất cả những xác sống này để biến thành sự sống của cuộc đời. Đệ tử của Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không phải là hình ảnh có thật, Tôn Ngộ Không không phải là nhân vật có thật, mà là nhân vật giáo dục, nhân vật truyền thuyết mà thôi. Cho nên Tôn Ngộ Không tượng trưng cho lý trí của Trần Quyền Trang, còn Trư Bát Giới là tượng trưng cho tình cảm đời thường của Trần Quyền Trang, Sa Tăng là tượng trưng cho khả năng chịu đựng của Trần Quyền Trang, còn con Tiểu Bạch Long là tượng trưng cho vượt lên chính mình của Trần Quyền Trang. Hiểu không? Ngày xưa Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh, thì hôm nay tụi con đã vào trong hội đức này, tụi con tu khóa tu mùa hè, tức là tụi con đang lên đường thỉnh kinh đó các con à. Hiểu chưa? Đi vào trong đây là thỉnh kinh đó. Ngày xưa Trần Quyền Trang thỉnh Vô Tự Chơn Kinh, tức là kinh không có chữ, thì con vô trong đây, tụi con đến vào trong chỗ này thì tụi con phải thỉnh cho bằng được Vô Ngã Chơn Kinh, tức là cuộc sống của mình không có bản ngã, cuộc sống của mình không có ngã mạn, cuộc sống của mình không có tự tôn tự đại, cuộc sống của mình là một cuộc sống bình đẳng. Vào trong đây phải thỉnh cho bằng được Vô Ngã Chơn Kinh. Mà tụi con vẫn có những người bạn cùng đồng hành với mình, đó là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có nghĩa là gì? Tôn Ngộ Tứ Không. Vào trong đạo tràng này phải có bốn cái không: không thấy lỗi của người, không nghe lỗi của người, không nói lỗi của người, và không chất chứa trong đầu của mình lỗi của người. Đó là Tôn Ngộ Tứ Không. Tụi con đến đây, tụi con còn nhìn lỗi của bạn sai, con mắt của mình mất đi đôi mắt Phật. Tụi con còn thích nghe lỗi của bạn, tụi con mất đi lỗ tai của Phật. Tụi con còn thích nói cái lỗi của bạn, con mất đi cái miệng của Phật.
và tụi con hay chất chứa cái lỗi của bạn trong đầu, tụi con mất đi trái tim và khối óc của Phật. Tụi con sống, tụi con biết là mình sống thật, sống sạch, thì tụi con phải làm sao tứ không. Còn nếu không, tụi con chỉ là cái xác sống trong cuộc đời này. Cuộc đời này nó có bốn đống rác lớn. Thứ nhất, nghiện rượu. Thứ hai, nghiện cờ bạc. Thứ ba, nghiện xì ke ma túy. Thứ tư, nghiện chơi game. Đó là bốn đống rác lớn nhất của cuộc đời này. Khi tụi con còn nhỏ thì tụi con không có nghiện rượu rồi. Nhưng mà thanh niên thì coi chừng nha các con, tụi con sẽ lao vào trong đống rác đầu tiên đó. Thứ hai là nghiện cờ bạc, coi chừng lao vào trong đống rác thứ hai. Thứ ba, nghiện xì ke ma túy, đống rác thứ ba. Và cuối cùng nghiện chơi game, đó là đống rác thứ tư. Bốn đống rác lớn của cuộc đời mà nó giết chết, nó vùi dập không biết bao nhiêu trái tim của tuổi trẻ. Giờ phút này tụi con là tuổi trẻ, tụi con là chiếc lá đang xanh, thì tụi con phải làm sao là lá phổi của cuộc đời, tụi con đừng để cho sâu bọ nó gặm nhấm. Tụi con dù dập thân xác của mình vào trong những đống rác lớn đó thì nó uổng phí cả một cái tuổi trẻ của mình, uổng phí cả một gia sản của quốc gia, uổng phí cả một quân khí của cuộc đời. Tụi con là tài sản lớn lắm đó các con à. Nhưng mà tụi con tự mình có thể là mình phát triển cái tài sản của mình, hay là tụi con tự phung phí cái tài sản của mình. Thấy không? Đừng có chơi game nữa. Không phải tụi con không chơi luôn, nhưng mà đừng có bao giờ để cho nó có hai, có cái từ gọi là từ nghiện trong đó. Đừng có để từ nghiện. Mình chơi nhưng mà mình phải làm chủ lấy nó, tức là đừng có bao giờ nghiện. Hễ mà mình nghiện nó, tức là mình bị nó thao túng. Mình nghiện nó có nghĩa là mình là nô lệ của nó. Mình nghiện nó có nghĩa là mình cứ chiều theo cái thói quen của mình. Mình cứ nuông chiều thói quen của mình hoài. Thì như vậy mình chỉ là một xác sống giữa cuộc đời, và mình không phải là sự sống các con à. Hiểu không? Mà là xác sống của cuộc đời, tức là một sự sống dư thừa. Có nghĩa là giống như một cục thịt, nó biết nhúc nhích thôi, nó không biết phân biệt phải quấy, không biết cái nào hại, cái nào lợi. Cứ đâm đầu vào, đâm đầu vào, đâm đầu vào, rồi cuối cùng rồi cái nó tàn tạ đi cái tuổi trẻ, làm cho cái tuổi trẻ chưa bao giờ mà xanh lá, rồi bắt đầu gục đầu trong ân hận. Thấy không? Cho nên tụi con chỉ là những cái chồi non mà chưa bao giờ thành cái cây, đang phát triển thôi. Mà cuối cùng rồi cái cây chưa phát triển, chưa có xanh lá được bao nhiêu thì gục đầu trong ân hận hết rồi. Những mầm non đang héo rũ, hiểu chưa? Cho nên mình là tuổi trẻ phải làm sao khắc phục lấy chính tất cả bản thân của mình, khắc phục lấy tất cả những cái mà thèm khát của mình, khắc phục hết tất cả những cái gì mà mình gọi là nghiện đó các con. Phải không? Các con có nghiện cái gì không? Có nghiện không? Mô Phật, dạ khi có khi không. Hiểu không? Có lúc thì nghiện, có lúc thì không. Cho nên tụi con phải khẳng định với cuộc đời và khẳng định với chính lòng mình rằng tụi con phải làm sao dẫn bước trên con đường tạo dựng tương lai. Mà tạo dựng tương lai ở đây tụi con phải làm sao là những đóa hoa đẹp mới được, hiểu không? Muốn là một đóa hoa đẹp thì sức sống của nó phải đẹp. Nếu mà sức sống không đẹp, hoa không đẹp. Sức sống không đẹp, quả cũng không đẹp. Tụi con có một sự sống thật, sống đúng, sống sạch thì hoa tụi con mới có thể thơm và quả của tụi con mới có thể ngọt được. Thấy chưa tụi con? Cho nên tụi con sống mà sống sai, tụi con sống như là vô hồn, sống vô cảm. Tụi con sống mà tụi con buông lung vô độ, tụi con sống mà tụi con phung phí, tụi con sống mà nó không có biết được ngày mai là ở đâu. Sống không có mục đích, sống không có mục tiêu. Tức là tụi con sống dở chết dở, cho nên cuối cùng hoa của tụi con nó mau héo và quả của tụi con nó bị sâu hết luôn. Khi mình lớn lên, quả của mình đã bị sâu rồi. Mình lớn lên, mình trở thành một thanh niên mà mình không phụng sự được cho đất nước, không phụng sự được cho gia đình, cũng chẳng phụng sự được cho bản thân mình. Rồi tụi con cứ cầm chai rượu đi nghiêng nghiêng ngã ngã, rồi bắt đầu gia vào trong cái đường xì ke ma túy. Rồi tụi con ơi, tụi con chết cả một cuộc đời của mình, hiểu không? Cho nên thầy mong rằng tuổi trẻ của tụi con là một sức sống thật là lớn lao. Mà muốn như vậy tụi con phải làm sao, bắt đầu từ chỗ nào? Tụi con lớn lên từ đâu? Ai đã cho tụi con xác thân này? Tụi con phải hiểu cái điều đó. Người mà biết sống đúng thì phải hiểu đúng cái đã. Tụi con từ đâu đến đây? Tụi con đừng cần đặt câu hỏi đó, mà tụi con phải nhìn thấy rằng con từ cha mẹ con đến đây. Thấy không? Cái người đầu tiên cho mình thân xác hình hài này, cái người mà gọi là đại thí chủ dám cúng dường cho mình cái thân xác này là ai? Là cha và mẹ của tụi con. Trước khi tụi con mở mắt vào chào đời, tụi con đã nằm tạm trú và tạm vắng trong bụng của mẹ tụi con 9 tháng 10 ngày.
phải không? Tạm trú tạm vắng trong bụng mẹ của mình 9 tháng 10 ngày mà không trả một đồng bạc nào hết, mà còn làm tình làm tội mẹ của mình nữa các con à. Cho nên bổn phận là một thanh niên đúng đắn, là một đứa trẻ đang lớn, là một cái chồi xanh đang mân mởn, tụi con phải làm sao sống đúng, sống thật và sống đẹp cái đã. Tụi con phải biết nhìn nhận cuộc đời này, ai đã ban tặng cho mình và ai là người đã giúp đỡ mình. Thì thầy xin thưa với các con rằng cha và mẹ đã mang đến cho mình từ cái không mà trở thành cái có. Ngày xưa tụi con không, nhưng mà cha mẹ đến đây, phải không? Tình thương của cha mẹ bắt gặp nhau trong cùng một tần số để rồi sản sinh ra và tìm tụi con trong cuộc đời này và tặng cho tụi con một mảnh hình hài nguyên vẹn. Thấy không? Con trai, con gái đầy đủ. Phải không? Hai mắt, hai tay, miệng, mũi đàng hoàng, tay chân đầy đủ. Cho nên cha và mẹ đến đây và cha và mẹ đã tặng cho tụi con một mảnh hình hài nguyên vẹn, và cha và mẹ đã đến đây để rồi nuôi nấng tụi con trong suốt một quãng đời dài. Tới già rồi vẫn còn nuôi, thấy không? Tới già mà cha mẹ vẫn còn nuôi. Cho nên cha và mẹ, cha thì có thể rằng là vật vã giữa trường đời, đánh đổi không biết bao nhiêu giọt mồ hôi để rồi lặng lẽ mang về cho tụi con từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt, thấy không? Giọt nước mắt muôn đời không luống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Ôi tình cha muôn thuở vốn không lời, luôn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Cha của mình như vậy đó các con à. Rồi thay mà những chuyện nhọc nhằn, thay tất cả những cái chuyện khổ cực, để rồi dông dũi giữa trường đời, vật vã giữa trường đời, để rồi nuôi tụi con khôn lớn. Còn mẹ thì nằm ở nhà, không có làm việc nặng, nhưng mà quần quật suốt cả ngày, phải không? Khâu lại cho các con từng chiếc áo vách vai, rồi giá lại cho các con từng cái lai quần suốt chỉ, sắm cho tụi con từng đôi dép đôi dài. Tụi con ơi, dìu cho tụi con đi những bước đầu tiên chập chững và dạy cho tụi con bằng những âm thanh bập bẹ dở lòng. Cho nên mẹ đã mang đến và cha cũng đã mang đến cho chúng ta cái nhìn của cuộc đời, nụ cười trong cuộc sống. Hiểu không các con? Cho nên cha đã tặng cho chúng ta phân nửa khối óc của tình cha, và mẹ đã tặng cho chúng ta phân nửa trái tim của mẹ. Hiểu không? Cho nên con đứng vững giữa cuộc đời này. Tụi con đứng vững giữa cuộc đời này, tụi con té rồi, tụi con vội vàng đứng lên, tụi con không bao giờ nằm giả luôn, té rồi đứng dậy, một lần dấp là một lần biết dạy, gượng đứng lên để làm lại cuộc đời, đó là nhờ nửa khối óc của cha. Tụi con biết yêu thương tất cả mọi người, tụi con xúc động với một bà cụ đi ăn xin, tụi con có thể cảm thông với một đứa trẻ cơ hàn, đó là nhờ nửa trái tim của mẹ. Hiểu chưa các con? Cho nên cha và mẹ bằng nhau là bổn phận một đứa con trong gia đình biết sống và sống đúng. Tụi con đừng bao giờ thương ai nhiều và thương ai ít cả. Hiểu không? Một con chim bay giữa bầu trời bằng đôi cánh. Cho nên con chim mà bay bằng một chiếc cánh thì con chim đó sẽ đâm đầu xuống đất. Và tụi con lớn lên bằng đôi cánh thiên thần, một chiếc cánh của cha và một chiếc cánh của mẹ. Hiểu không các con? Cho nên tụi con muốn bay giữa cuộc đời này phải bằng cả đôi cánh của tình cha và tình mẹ. Cho nên đứa nào mà thương cha nhiều, thương mẹ ít, hay thương mẹ nhiều, thương cha ít, cũng giống như con chim bay giữa bầu trời bằng một chiếc cánh, và cuối cùng nó đâm đầu xuống đất. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Hiểu không? Cho nên cha và mẹ bằng nhau. Cho nên tất cả các con phải làm sao? Mình sống mà sống đúng, để rồi mình hiểu rằng cái chỗ mà mình nương tựa nhiều nhất đó chính là tình cha và tình mẹ. Hiểu không? Nơi đó có hai vị thần sẵn sàng luôn luôn lúc nào cũng chắp cho ta đôi cánh cả. Cha là một vị thần sức mạnh, là mặt trời rực sáng. Mẹ là một bà tiên hạnh phúc, là ánh trăng huyền diệu đó các con à. Cho nên tình cha là cả mênh mông, là muôn vạn sáng trong lòng chúng con. Tình mẹ là ánh trăng tròn cho con soi bước lối mòn tương lai. Cho nên cha và mẹ là những nguồn sáng thiêng liêng dõi theo dấu chân của tuổi con. Hiểu chưa? Tất cả các con là những mầm xanh, là những chồi non trong cuộc sống, là những chiếc lá đang còn đong đưa trên cành cây. Các con hiểu không? Hãy làm sao đúng là một màu xanh của sự sống. Đừng bao giờ để cho mình phải rơi vào trong một cái trạng thái, nghĩa là mình cứ làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc nữa các con à.
Ở trong đạo tràng này, trong cái khóa tu này, đứa con nào mà chưa từng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc đâu, giơ tay lên coi. Chưa từng. Tất cả chúng ta, kể cả thầy ngồi trên đây, ít nhất hơn một lần, tất cả chúng ta đã từng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc rồi các con à. Hiểu không? Bây giờ cuộc đời của các con, đừng bao giờ để cho giọt nước mắt của mẹ mình nó đọng đầy trên khóe mắt nữa. Hiểu không? Mà phải làm sao biến những giọt nước mắt long lanh của cha mẹ thành những hạt kim cương lóng lánh, để cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười, để khô cạn những dòng lệ nóng. Các con hiểu không? Cho nên có một nơi mưa không bao giờ tạnh các con à. Mưa ở Bắc Cực có thể tạnh, mưa ở Nam Cực có thể tạnh, mưa ở Xích Đạo cũng có thể tạnh, mưa ở tất cả vùng miền mưa rồi tạnh. Nhưng có một nơi mưa không bao giờ tạnh, đủ các con biết chỗ nào? Khóe mắt của mẹ mình, khóe mắt của cha mình, nơi đó mưa không bao giờ tạnh, bởi vì nơi đó cứ ướt hoài không bao giờ tạnh các con. Cho nên các con phải nhớ, chỉ là ánh mắt của mẹ, đôi mắt của cha, nơi đó là mưa không bao giờ tạnh. Tụi con ơi, tụi con cũng đã ít lần, tụi con đã từng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Tụi con bất hiếu với cha mẹ mình, tụi con ơi, tụi con đã làm tổn thương đến trái tim của cha mẹ rồi đó. Người ta ở ngoài đời, có những người đó như ở Long An, hai vợ chồng đi đám cưới gửi con của mình cho bà già giữ giùm, tức bà nội nó giữ giùm. Về nhỏ nó bị té, trầy chân đi. Hai vợ chồng nó về thấy con của nó bị trầy chân, chàng ơi nó chửi má nó không còn manh giáp, tức là thằng cha nó chửi bà nội. Tôi giao cho bà giữ thằng nhỏ cũng không xong, để nó té trầy giò trầy chân. Thì bà già bà cũng tức, bà nói con của mày nó quậy, tao già sao tao giữ nổi, cho nên rồi nó dậy nó té. Sao tao già tao giữ nổi? Không, mày không giỏi vợ chồng mày ở nhà coi chừng nó đi. Nó vậy thôi, nó cầm cây dao, cây rửa con, nó gượt má nó chém. Bà già bà chạy ra tới ngoài ruộng mà nó gượt theo nó chém, nó giới sau lưng nó chém tới vậy nè. Còn cách khoảng chừng gần non một thước nữa là nó chém xuống rồi. Thì tự nhiên nó giơ cây rửa lên, nó đứng luôn giữa ngoài cánh ruộng ở Long An. Hồi trước giải phóng, nếu mà cha mẹ tụi con còn biết đó, ở trước giải phóng có một cái mã mà chôn người đứng luôn ngay cái phía ruộng ở Long An đó. Bây giờ thì người ta phá đất ruộng, người ta che cất nhà, nó che mất rồi. Chứ hồi đó đi đường quốc lộ, xe chạy ngang đều thấy cái mã đó hết. Nó dơ lên vậy nó chém má nó là tự nhiên nó đứng luôn. Mà một điều đặc biệt là mỗi người ai mà đến gần nó là nó đau đớn, nó dãy dụa dữ lắm. Và cái đau đớn đó rồi nó đứng dậy hoài rồi từ từ nó chết luôn. Người ta nói nó trời trồng, nhưng mà thật sự ra không phải là trời trồng nó đâu các con à. Nhưng mà cái ác ở trong lòng nó, tức là cái ác, cái nguồn điện ác của nó dâng lên nhiều quá đi, và chính cái nguồn điện ác đó tự giết chết lấy nó. Cũng giống như cây đinh nó sinh ra sét, rồi sét ăn mòn cây đinh vậy đó. Chính cái ác trong lòng nó tự nó sinh ra, rồi chính cái ác đó tự giết chết nó ở trong một cái hành động mà nó cầm cây rửa nó gượt mẹ nó. Thấy không? Cho nên ở đây tụi con ơi, có nhiều người cầm dao gượt mẹ mình, nhưng mà nếu mà người ta thấy người ta chụp con dao lại được, cái lưỡi dao đó người ta thấy người ta chụp lại được. Nhưng mà có những đứa con nó dùng một cái lưỡi dao quan nghiệt vô hình mà nó giết cha mẹ nó, không có chả bao giờ chảy máu. Đó là cái lưỡi của mình. Một lời nói trả treo, một lời nói hỗn ẩu, tức là tụi con đang dùng cái lưỡi của mình, tức là một lưỡi dao vô hình, tụi con chửi cha mình, mắng mẹ mình, nặng lời, thô lỗ, cọc cằn. Tụi con ơi, tụi con đang giết chết cha mẹ của mình rồi đó. Mà giết chết một ngày không biết bao nhiêu lần luôn nữa. Mỗi lần tụi con nặng lời, mẹ con khóc, tuy rằng con thấy là nước mắt, nhưng đó là máu đó các con à. Máu từ con mắt của mẹ mình chảy ra. Cho nên đó chính là những cái mà tụi con đền ơn sao. 9 tháng 10 ngày tụi con nằm ở trong bụng, để rồi tụi con uống tất cả những cái bầu sữa mà mẹ con chích ra từ máu đó các con à. Khi các con sinh ra rồi thì dòng máu đỏ của mẹ mình biến thành dòng sữa để nuôi các con. Nhưng mà tụi con còn nằm trong bụng mẹ, tụi con đang uống từng giọt máu của mẹ, uống từng giọt máu của mẹ mình. Vậy mà khi mà nuôi mình khôn lớn rồi, cái mà mình đền ơn đầu tiên có nghĩa là gì? Là mình chửi cha mắng mẹ là sai lầm dữ lắm các con à.
Ngày xưa chính mẹ mình đã dạy cho mình bằng những âm thanh bập bẹ dở lòng, dạy cho mình nói, để cuối cùng rồi chính cái miệng này mình trả ơn cho cha mẹ mình như thế sao? Phải không? Ở đây tụi con nào mà có thì tụi con ơi, cố gắng phải gìn giữ và làm sao cho cái miệng của mình biến thành hoa sen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Đừng để cái miệng của mình tuôn ra toàn là rắn rít bùa cạp. Đừng có để cái miệng của mình tuôn ra máu và lửa các con à. Hiểu chưa? Nói một lời nói làm sao cho cha mẹ mình vui đi. Hiểu chưa? Có một cái cô bé đó, mẹ nó đi quét rác, đến trường thăm nó. Bạn nói mẹ của bạn đến thăm. Nó nhìn ra cửa sổ, nó thấy mẹ nó cầm cây chổi, cái cán thiệt là dài để quét sân, quét đường lộ các con. Bắt đầu nó chạy ra, nó lôi bà già, nó đẩy ra ngoài cổng trường. Tại sao bà vô trong đây? Bà muốn tất cả các bạn của tôi biết bà là má của tôi sao? Bà cứ vô trong đây hoài, tôi dặn bà rồi, đừng có vô trong đây kiếm tôi nữa. Nhưng mà bà già đâu có nghĩ, nhớ con rồi quét rác đi ngang đó, thấy con mình học muốn vô thăm vậy thôi. Nó đẩy bà đi, đẩy ra khỏi sân trường vậy đó. Nhưng rồi cuối cùng bà về, bà cũng không nói không gì hết, không rầy không la, chỉ buồn thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó tự nhiên nó hiểu được, nó đi đến chùa, nó gặp gỡ quý sư cô quý thầy. Quý sư cô quý thầy dạy cho nó đủ điều hết. Nó về, nó thương mẹ nó lại. Nó không còn có những cái tánh ngày xưa, không có xua đuổi mẹ nó, không có mà đuổi mẹ nó khỏi trái tim của tụi nó nữa. Cho nên bắt đầu nó thương. Và nó nói trong bụng của nó rằng là một ngày nào đó đẹp trời, nó sẽ chạy đến, nó ôm mẹ nó, và nó nói rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ quá, một lần. Rồi nó cũng chờ như vậy đó. Nó cũng chờ một ngày đẹp trời vậy đó. Rồi nó về nhà, nó ôm mẹ nó, để nói một câu rất ngắn như vậy thôi, để cho mẹ nó vui, để cho nó được nhẹ lòng. Bao nhiêu năm trời nó đã đối xử với mẹ nó hơi tàn tệ, cho nên nó muốn nói một câu ngắn như vậy: mẹ ơi, con yêu mẹ quá, để cho lòng của nó được nhẹ lại, được thanh thản. Trên đường từ lớp học đi về nhà, từ trường học đi về nhà, nó nói: chiều hôm nay con về con sẽ ôm lấy mẹ, để con nói một câu thật là ngắn: mẹ ơi, con yêu mẹ quá. Nhưng mà đặc biệt trên đường nó về, ngày nó cũng đẹp trời, nhưng mà nó nhận được một tin buồn: mẹ nó chết trong bệnh viện. Các con thấy chưa? Mẹ nó chết trong bệnh viện. Nó nghe tin xong nó chạy vào trong bệnh viện, nó ôm chầm lên xác lạnh của mẹ nó, nó ghì chiếc băng ca lại ôm lên xác của mẹ nó, và nó nức nở nghẹn ngào: mẹ ơi, con muốn nói một câu rất ngắn, rằng mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời, kêu khàn cổ họng, úp mặt vào tay, nước mắt tràn vào lòng, những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu thời gian quay trở lại, để được quỳ tạ tội với mẹ. Mẹ ơi, một lời tạ tội, một lời ăn năn nó quá muộn màng, phải không các con? Một lời tạ tội, một lời ăn năn quá muộn màng. Cũng giống như một cái thằng con trai đi học, mẹ nó qua đời, cha nó thì nuôi nó, làm tất cả mọi việc để nuôi nó các con à. Lụm ve chai, lụm lon bia, lụm ni lông ở trong đống rác đem về bán kiếm tiền cho nó đi học. Nhưng mà nó phũ phàng với tình cha của nó, bởi vì nó cố xua đuổi trong đầu nó, cha nó là một người đi móc rác. Cha nó là một người đi lụm phế liệu, nó muốn xua đuổi khỏi đầu nó. Nó hững hờ, nó lạnh nhạt với cha nó lắm. Rồi một ngày kia đó, cha nó bị đột quỵ. Nhà thì ở nhà mướn, người ta không cho nằm. Bệnh viện cho một cái căn phòng nho nhỏ để mà cho nó nuôi cha nó. Rồi cha nó nằm ở trong đó, hàng ngày nó vô săn sóc, tắm gội, giặt giũ, đút cơm cho cha nó ăn. Nhưng mà mỗi lần nó đút cơm cho cha nó nạt nộ hoài. Rồi một ngày kia tự nhiên rồi cái bắt đầu nó bỏ nó đi, không chăm sóc ổng 3-4 ngày đi chơi,
không thèm về chăm sóc ổng. Tới ngày mà nó quay về, nó thấy người ta bu trong cái phòng của cha nó đông lắm, y tá bác sĩ nhiều. Lúc bây giờ nó mới biết cha nó đã chết. Nó chạy vào, nó dọn dẹp, người ta bưng xác cha nó bỏ vào trong quan tài. Nó dỡ nền nệm, dỡ gối ra, thu dọn vệ sinh để trả lại cho bệnh viện. Thì vô tình nó lượm được một mảnh giấy cỡ bằng bàn tay nằm ở dưới gối cha nó, bằng một nét chữ nguệch ngoạc của cái người bị tai biến mà các con. Viết nguệch ngoạc, gán viết được một miếng giấy như thế này: con trai cưng của bố, sở dĩ mà bố còn sống là tại vì con. Đáng lẽ bố chết lâu rồi, nhưng mà con trai ơi, mỗi lần mà con trai vào thăm bố, bố chỉ nhìn mặt con thôi là bố đã cảm thấy bớt bệnh rồi. Chỉ cần bố nắm tay con thôi, ngày đó bố không cần uống thuốc. Nhưng mà bố tuổi thân quá con trai à. Ngày con còn nhỏ đó, mẹ con qua đời, bố đút cơm cho con ăn. Con chạy vòng 7-8 vòng trong phòng, bố phải bò theo con để đút cho bằng được một miếng cơm. Nhưng mà hôm nay bố bị tai biến, cái miệng của bố nó méo một bên, con đút cơm cho bố lỡ văng ra ngoài con cũng mắng bố. Khi con còn nhỏ, mỗi lần mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để con lấy cái chân con sọt vào trong ống quần. Bây giờ bố bị tai biến, cái chân của bố nó lóng ngóng lắm, bố chỉ lỡ bố sọt 2 chân vào trong một ống quần con cũng mắng bố. Nó đọc tới đó xong nó run run rồi nè, nó rớt cái mảnh giấy xuống cái đầu quan tài, nó gục đầu nó vào trong cổ quan tài, nó nức nở nghẹn ngào và nó thì thầm trong miệng của nó: bố ơi, con xin lỗi bố. Một lời xin lỗi quá muộn màng, phải không các con? Phải không? Bây giờ thầy nói như thế này, tất cả những đứa con trai sau cái khóa tu mùa hè này, các con ơi, các con chạy về bên cha của mình một lần đi. Các con ôm cha các con để mà các con xin lỗi cha đi. Tại vì biết bao nhiêu lần mình đã làm lỗi mà mình quên xin lỗi cha mình. Hiểu không? Có dám không? Có dám xong cái khóa tu mùa hè này, con trai chạy về ôm cha mình và nói nhỏ bên lỗ tai cha của mình: cha ơi, con thương cha quá, con xin lỗi cha. Hiểu không? Nói một câu đi các con, để không còn kịp nữa đó các con à. Rồi một ngày nào đó sẽ không còn có người cho con xin lỗi nữa đâu. Phải không? Xin một phút, xin một phút. Con ôm cha thật nhẹ. Ôi tình cha lặng lẽ vốn không lời, ôi tình cha Đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Dám làm điều đó không? Để cho cha của mình vui một chút và để cho lòng của mình được thanh thản nhẹ nhàng thêm một chút. Các con phải làm đi, để nếu không sẽ không còn có người cho con xin lỗi. Còn con gái cũng vậy, sau khóa tu này chạy về bên nhà, chạy về nhà đứng sau lưng ôm lấy mẹ của mình: mẹ ơi, con yêu mẹ quá, mẹ là Quán Âm tóc rối của đời con, mẹ là Bồ Tát Quan Âm tóc rối của đời con. Hiểu không? Quan Âm ở cuộc đời đội khăn trắng, mặc áo trắng, đứng trên hoa sen trắng. Còn Quan Âm tóc rối giữa cuộc đời này không có đội khăn trắng mà đội những sợi tóc màu mây trắng đó các con. Lo cho các con nhiều quá cho nên tóc đen nó biến thành tóc trắng. Không mặc chiếc áo trắng mà mặc chiếc áo thâm kim màu cỏ úa. Hiểu không? Mặc chiếc áo thâm kim rách dai màu cỏ úa, không đứng trên hoa sen trắng mà đi chân trần, lặn lội, đội nắng, đội sương để rồi gồng gánh trên vai, bán từng hơi thở mệt mỏi để nuôi tất cả các con, cho các con càng ngày càng khôn lớn. Cho nên tình các con ơi, tụi cuộc sống của các con tỷ lệ nghịch với tình thương của cha mẹ đó. Hiểu không? Tỷ lệ nghịch, tại hễ mình càng lớn chừng nào thì cha mẹ mình càng xuống chừng nấy. Mình càng trẻ trung mạnh mẽ chừng nào, cha mình, mẹ mình càng già yếu chừng nấy đó các con. Nó tỷ lệ nghịch. Con dần lớn bên đời cha dần xuống đó. Hiểu không? Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ bụi nhớ, tóc phơi sợi buồn. Cuộc đời dẫu sói mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu.
Cho nên cuộc đời là như vậy. Cho dù cuộc đời như thế nào đi chăng nữa, dẫu có sói mưa tuôn, mẹ mình dẫu có già thương nhớ đi chăng nữa, nhưng mà trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cha ơi, cha có nghe chăng, gió mang hơi thở sương văng giọt sầu. Cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Thấy không? Luôn luôn lúc nào cũng vậy, cha và mẹ là như thế đó. Cho nên tụi con phải cần sống đúng. Hiểu chưa? Sống đúng tức là sống làm sao mà tụi con đem nụ cười của chính mình tặng cho cha, đem nụ cười của chính mình tặng cho mẹ. Có một chú bé đó, mới có 8 tuổi thôi. Mỗi lần mà trước khi đi học, chú vào trong cái gương chú chải đầu, xong xuôi chú để cái bàn tay của chú hôn lên bàn tay của chú, xong chú để bàn tay lên trên đầu như thế này. Ba mẹ chú hỏi sao mà ngày nào trước khi đi học con cũng hôn bàn tay, con nhìn bàn tay, con hôn bàn tay rồi con để bàn tay lên đầu vậy? Chú bé trả lời, con nhìn trong lòng bàn tay, con thấy trong lòng bàn tay của con có máu của cha và máu của mẹ trong đây. Cho nên con nhìn trong lòng bàn tay con để mãi mãi con thấy hình bóng của cha và mẹ. Con hôn lên lòng bàn tay có nghĩa là con hôn lên tình thương của cha và mẹ, và con để tay lên đầu, mãi mãi từ nhà cho đến trường, cha và mẹ chở che cho con. Mới 8 tuổi thôi các con à. Tụi con thấy không? Chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng mà nó vẫn biết rằng là nó để bàn tay lên trên đầu, để từ nhà cho tới trường, từ trường về tới nhà, mãi mãi cha và mẹ đang che chở cho nó. Còn tụi con chưa có lớn, tụi con chưa đủ lớn, nhưng mà tụi con muốn bứt khỏi ra vòng tay của cha mẹ, tụi con muốn đứng ra ngoài vùng phủ sống của cha mẹ rồi. Thấy không? Cha mẹ nói mình cãi, tức là mình đứng ngoài vùng phủ sống của cha mẹ. Cho nên các con ơi, các con lớn rồi. Các con sở dĩ mà nó sống được, các con sở dĩ mà nó thông minh được, các con sở dĩ mà nó thành công ở trên đường học vấn được, là các con nhờ tất cả những năng lượng của tình cha và năng lượng của tình mẹ đó các con. Hai cái nguồn năng lượng đó mang đến cho tụi con một cái sức mạnh tràn trề trong nội tâm. Cho nên tụi con phải cố gắng, phải yêu thương cha mẹ của mình. Hãy để tình cha lên tầng cao của khối óc, và hãy để mẹ mình yên giấc trong trái tim. Hiểu chưa các con? Đừng bao giờ để cho mẹ mình ngủ ngoài trong cuộc sống. Đừng để có tình cha của mình luôn luôn lúc nào nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ của cuộc đời nữa. Hãy để cho cha mình lên tầng cao của khối óc đi các con. Dám không? Dám để cha mình lên tầng cao khối óc không? Dám cho mẹ mình yên giấc trong trái tim không? Có, các con hãy làm đi, để cho cha mẹ mình mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết các con à. Đừng bao giờ để cho tình cha tình mẹ mình sai lạc. Đừng bao giờ lạc lối giữa dòng đời. Các con đang bị tất cả những cái gọi là bóng ma của cuộc đời. Các con đang bị tất cả những bóng đêm của cuộc đời. Tụi con đang bị chất độc của cuộc đời. Nó đang ru ngủ các con và giết chết và bào mòn tuổi trẻ của các con. Hiểu không? Cuộc sống mà mình cứ để cho cuộc đời nó bào mòn mình hoài, tụi con ơi, tụi con sẽ chết lần. Tụi con phung phí thời gian một cách vô tội vạ, thì tụi con cũng sẽ chết lần trong bàn tay của cuộc đời. Cho nên nó thời gian là tất cả. Cha mẹ mình là cái gia sản đầu tiên hết rồi. Cha mẹ mình mang đến cho mình một nguồn năng lượng là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa, cái nguồn năng lượng thứ hai chính là thời gian, các con hiểu không? Người biết sống đúng, sống thật và sống sạch, thì có con phải làm sao tận dụng năng lượng của thời gian. Đừng bao giờ lười biếng, đừng bao giờ giải đãi, đừng bao giờ phóng túng, đừng bao giờ mà bỏ qua tất cả mọi chuyện. Tụi con phung phí thời gian lắm đó. Tức là tụi con phung phí một cái năng lượng, phải không? Cha và mẹ là năng lượng của tình người. Thời gian là năng lượng của thời tiết. Cái năng lượng của thời tiết, cái năng lượng của không gian, nó mang đến cho tụi con rất là nhiều cái trong cuộc sống. Tụi con phung phí thời gian là tụi con phung phí tất cả những cái năng lượng của mình rồi. Ở đây có đứa nào mà đi học mà cảm thấy rằng là bữa nay tôi chán học quá rồi, thôi tôi cúp một giờ tôi nghỉ học không? Có khi nào bị vậy không? Mô Phật khi có khi không, chứ không phải có hoài. Có hoài là đuổi học rồi. Cho nên dạ mô Phật khi có khi không. Tụi con đừng cái bắt đầu từ đây trở về sau. Hãy để cái năng lượng thời gian nó ở trong đây.
Năng lượng ân tình của cha và mẹ con đã để trong trái tim, năng lượng của thời gian con cũng phải để trong trái tim của tụi con. Đó chính là cái năng lượng của cuộc đời, nó giúp cho tụi con vượt qua tất cả những thác ghềnh của cuộc sống đó. Trong con đường đi của mình, không phải là một con đường trải bằng nhựa, trải thảm đâu các con à. Phải không? Đường đi học không phải là đường đầy thảm. Phải không? Cho nên trong sự nghiệp của cuộc đời không thể trải đầy qua. Có gian nan mới biết được lòng ta, đường ngàn dặm mới hay là ngựa giỏi. Cho nên con đường học vấn của mình không trải đầy thảm, sự nghiệp của mình không thể trải đầy qua, nhưng mà có gian nan mới biết được lòng ta và đường ngàn dặm mới hay là ngựa giỏi. Tụi con phải cố gắng làm sao để vươn lên, để trong cuộc sống, để cho mình luôn luôn lúc nào cũng là những cái chiếc lá xanh, luôn luôn lúc nào cũng kết hợp tất cả những hạt diệp lục tố, để gom lại những hạt diệp lục tố kết hợp lại với nhau để quang hợp với ánh sáng mặt trời. Và hôm nay trong cái khóa tu mùa hè tại chùa Hội Đức này, mỗi một đứa của tụi con một màu lam là một hạt diệp lục tố. Và trong cái chùa Hội Đức hôm nay 700 hạt diệp lục tố đang xích lại gần nhau. Tụi con đang xích lại gần nhau, xích lại gần nhau để tụi con có thể quang hợp với tất cả ánh sáng của Phật Pháp. Và tụi con đang ngồi và tụi con đang quang hợp, tụi con đang thẩm thấu, tụi con đang mở cửa trái tim của mình. Tụi con phải biết sống. Người mà sống đúng là người phải biết cười, hiểu không các con? Phải biết cười lúc nào và biết khóc lúc nào. Hiểu chưa? Chứ không phải là mình đụng đâu mình khóc đó, đụng đâu mình cười đó là sai. Cái người biết sống, tức là người sống đúng, sống thật và sống sạch, tức là cười đúng lúc và khóc đúng lúc. Cái khóc của mình không phải là cái khóc vu vơ. Các con nên nhớ cái khóc của mình không phải là khóc vu vơ. Cái buồn của mình không phải là buồn vu vơ nữa. Có nhiều người buồn vu vơ lắm các con, rồi cái buồn cái bắt đầu trách móc trời, thời gian, trách móc cái cuộc đời này. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Thấy không? Sầu vu vơ không? Buồn vu vơ không? Quá vu vơ đi. Cho nên rồi mình phải làm sao, nỗi buồn của mình phải làm sao, cái nỗi buồn này để cho ai? Khi con khóc cho ai mới được, chứ không phải đụng đâu khóc đó, hiểu không? Đừng có khóc tầm bậy tầm bạ, khóc du dơ, khóc vớ vẩn như vậy đó thì nó uổng phí quá. Giọt nước mắt của mình không phải là giọt nước mắt long lanh, mà là những hạt kim cương long lanh. Mình phải để dành cho ai mới được. Còn khi mình cười cũng vậy, phải cười đúng lúc và cười đúng chỗ và cười đúng quy tắc của nó. Không phải là cười ngạo nghễ, không phải là cười khi dễ, không phải là cười nhếch môi. Và chúng ta phải làm sao có một nụ cười chân thật. Hiểu chưa? Các con chưa bao giờ có một nụ cười chân thật. Thật sự ra các con cũng biết cười, nhưng mà nụ cười của các con giống như con búp bê bằng nhựa. Hễ ghim điện vô, con nó cười, giật điện ra cái nó nín. Hiểu chưa? Cho nên tụi con cười là như vậy, gọi là nụ cười tắt nhanh. Chừng nào mà hễ có chuyện gì mới cười, chứ tụi con không thể cười một cách trọn vẹn. Cười mà không cần có pin, cười mà không cần có điện. Một nụ cười tự nhiên trong cuộc sống. Một nụ cười như thế nào? Khi tụi con khỏe trong mình, tụi con vẫn nở một nụ cười như vậy. Nhưng mà bữa nay mình bệnh, mình vẫn nở nụ cười như thế đó. Hiểu chưa? Khi mình còn trẻ, mình đẹp, mình cũng cười như vậy. Khi mình già, mình xấu, mình vẫn cười như vậy. Khi trong túi mình có tiền, mình cười như thế. Mà khi túi mình đã hết tiền rồi, mình vẫn nở một nụ cười như thế. Hiểu chưa? Nụ cười không thay đổi. Hiểu chưa các con? Nụ cười như vậy đó là nụ cười của người biết sống. Còn nếu không mà tụi con chỉ là cái xác sống biết cười thôi. Thì người ta khen mình cái nở một nụ cười, người ta chê mình cái sụ mặt xuống, đó là xác sống. Người nào mà người ta chê mà sụ mặt, người ta khen mà cười, tức là cái xác sống trong cuộc đời. Còn người nào người ta khen mình không dội cười, người ta chê mình chẳng dội mà giận mà buồn, thì đó là người biết sống. 11 á, có người nào mà vô trong đây mà chê tụi con, hoặc là ở nhà chê tụi con, hoặc là ở trong xã hội, trong cuộc đời mà đứng chê tụi con, chê tụi con đừng dội buồn. Tụi con dừng lại rồi nói thầm trong bụng của mình, lại mẹ Quan Thế Âm, con sống giữa cuộc đời này, con muốn trồng cho con một cội cây hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay bà ấy, ông ấy, anh ấy, chị ấy đang chê con, đang nói nặng con, tức là bà ấy, ông ấy, chị ấy đang dung phân cho cây hạnh phúc của con. Hiểu chưa? Đừng buồn.
Người ta chửi mình tức người ta dung phân cho cái hạnh phúc của mình. Còn khi người ta khen mình rồi, tụi con cũng dừng lại đừng vội mừng. Lại mẹ Quan Thế Âm, con đứng giữa cuộc đời này, con trồng cõi cây hạnh phúc. Hôm nay bà ấy ông ấy khen con, tức là bà ấy ông ấy đang tưới nước cho cây hạnh phúc của con. Hiểu không? Tụi con sống như vậy, tụi con không gửi gắm linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ. Hiểu chưa? Tụi con sống như vậy, tức là tụi con làm chủ lấy mình. Tụi con không phải là món đồ chơi của cuộc đời. Cuộc đời muốn con cười, họ khen con một câu. Họ muốn con sụ mặt, họ chửi con một câu. Con đâu phải là món đồ chơi của cuộc đời. Và từ đây trở về sau, tuổi trẻ của tụi con có khóa tu mùa hè lần thứ 7 tại chùa Hội Đức. Tụi con phải phát nguyện trong tâm của mình, từ đây trở về sau tuổi trẻ chúng con không gửi gắm linh hồn lên bờ môi của thiên hạ nữa. Hiểu không? Thật sự ra tụi con cứ gửi linh hồn của con lên bờ môi của thiên hạ không à. Đem cái linh hồn của mình máng lên bờ môi của người ta, để người ta khen cái bắt đầu khoái trong bụng, cái người ta chê cái bắt đầu sụ cái mặt xuống hoài. Cho nên suốt cả một cuộc đời mình không bao giờ tự chủ mình được. Suốt cả một cuộc đời mình làm nô lệ cho bá gia bá tánh, hiểu chưa các con? Đó, nô lệ cho bá gia bá tánh thôi. Người ta lợi dụng mình, người ta muốn nhờ giả mình, người ta muốn sai mình như trong trống. Người ta cho mình tiền, người ta khen mình một vài câu. Người ta nói trời ơi con nhỏ này nó đẹp quá, con nhỏ này nó xinh quá, con nhỏ này siêng năng quá. Rồi làm chết sống luôn. Người ta muốn tụi con không có tu, người ta muốn tụi con bỏ đi về nhà. Người ta muốn tụi con không ở đây tu khóa tu mùa hè nữa. Nó lợi nó chê mình một câu, nó chửi mình nặng nhẹ một câu, cái mình buồn quá mình xách giỏ mình đi về. Thì rõ ràng suốt cả một cuộc đời của mình không làm chủ lấy mình. Tối ngày mình cứ làm nô lệ cho thiên hạ không, thấy không các con? Cho nên phải biết làm sao sống đúng với cuộc đời, sống thật với cuộc đời và sống sạch. Từ đây dễ về sau tuổi trẻ của tụi con khi mặc ở trong mình chiếc áo màu lam rồi thì phải biết sống sạch. Bởi vì màu lam là màu sạch đó các con à. Màu lam là gì? Ở trong màu lam của tụi con có một chút màu trắng, có một chút màu đen, có một chút màu xanh. Ba cái màu này nó hòa lẫn nhau nó thành màu lam. Một chút màu đen là gì? Là màu của đất. Một chút màu đen là màu của đất. Mà đất là gì? Đất là chịu đựng, là nâng đỡ, hiểu không các con? Cho nên trong chiếc áo tràng lam của con có một chút màu đen là màu chịu đựng, màu nâng đỡ đó. Tụi con phải biết chịu đựng, tụi con phải biết nâng đỡ. Có một chút màu xanh là gì? Là sức sống, là tuổi trẻ đó các con ơi. Và một chút màu trắng là gì? Là trí tuệ, là sự thông minh của mình. Cho nên chiếc áo tràng lam của tụi con có một chút đen để tụi con kiên trì chịu đựng vượt khó. Có một chút màu xanh để tụi con vượt lên chính mình là một sức sống diệu kỳ. Có một chút màu trắng đen chi vậy để thể hiện trí tuệ và sự thông minh của một tuổi trẻ giữa cuộc đời này. Cho nên tụi con đến cái đạo tràng Hội Đức, tụi con mặc áo tràng lam, tụi con ơi, đó chính là màu đen, màu xanh và màu trắng. Màu đen là nhẫn, màu xanh là tinh tấn, còn màu trắng là gì? Là trí tuệ. Thấy không? Cho nên tụi con đến đây, tụi con ngồi với nhau, tâm sự với nhau, xích lại gần nhau, 700 trái tim cùng bắt gặp nhau trong một nhịp đập. 700 trái tim bắt gặp nhau trong cùng một nhịp đập mới được. Hiểu không? Tức là tụi con phải biết yêu thương nhau cái đã, phải biết buông bỏ tha thứ cho nhau cái đã. Tụi con phải làm sao xích lại gần nhau cái đã. Tụi con phải sống trong vùng phủ sống của nhau nữa mới được. Chứ còn nếu mà tụi con vào trong đạo tràng Hội Đức mà mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy chơi, mạnh ai nấy cười, mạnh ai nấy sinh hoạt là không được rồi. Cho nên tụi con phải sống làm sao cho thật là xứng đáng với tuổi trẻ của tụi con. Cuộc đời của tụi con rất là dài, năng lượng của tụi con nó còn nhiều lắm. Tụi con là tài sản của quốc gia, phải không? Tụi con là niềm vui của cha và mẹ đó. Cho nên cha và mẹ cho dù già, cho dù cực, cho dù khổ, nhưng mà có nhiều không? Cha mẹ nghèo, đi làm về, làm thợ hồ, đi buôn gánh bán bưng, cực khổ lắm đi về mà thấy ở trên vách mà dán bằng khen của con mình, tự nhiên tất cả những nỗi buồn nó vơi đi hết. Cho nên tụi con là niềm vui của cha mẹ, thấy không? Tụi con chính là nụ cười của cha mẹ. Cho nên tụi con chính là chiếc chìa khóa của bờ môi cha mẹ đó, hiểu chưa?
Nụ cười là chiếc chìa khóa của bờ môi. Vậy thì tụi con chính là chiếc chìa khóa của bờ môi cha mẹ. Cho nên tụi con mà về tụi con sụ mặt, tụi con dùng dằn, tụi con dậm chân, thì tụi con khóa miệng cha mẹ lại rồi, làm sao cha mẹ cười được. Cho nên tụi con là chiếc chìa khóa, hiểu chưa? Bây giờ tụi con muốn mở bờ môi của cha mẹ cho cha mẹ cười không? Có muốn mở không? Từ đây trở về sau, ngay từ bữa nay, bữa nay là ngày mùng 1 tháng 6 đúng không? Tụi con phải hứa với lòng mình, từ đây cho đến tận cuối cuộc đời, con sẽ mãi mãi làm cho cha mẹ con và cha mẹ con mãi mãi được vui. Làm cho cha mẹ mình cười là cha mẹ mãi mãi được vui đi các con. Có một lần Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đi xuống địa ngục A Tỳ. Ngài đi xuống dưới địa ngục A Tỳ, Ngài thấy có một cái quỷ vương đang treo một cái người cột chân máng lên trên, thòng cái đầu xuống treo ngược đó. Ở trên nấu nước đồng cho nó chảy ra, nước đồng mà nó chảy ra, nước đồng nó sôi sùng sục vậy đó. Cái người mà bị treo ngược đó nằm ngước mặt lên, hả họng ra vậy nè, cái nước đồng nó nhiễu vô trong họng, nghe một cái xèo chết. Quỷ dương nó mới tạt nước sống lại, vừa sống lại là hả miệng ra cho cái giọt thứ hai rớt xuống, nghe một cái xèo chết. Chết xong rồi cái bắt đầu quỷ dương tạt nước sống dậy, cái hả miệng ra liền, cái giọt nước thứ ba rơi xuống. Muôn lần chết muôn lần sống lại, gọi là vô gián địa ngục hay là địa ngục A Tỳ. A Tỳ là gì? Không dứt, không dứt, không dứt, liên tục, liên tục, liên tục. Có nghĩa là tạt nước sống lại, hả miệng ra, rớt giọt đồng xuống chết. Tạt nước sống, hả miệng ra, rớt giọt đồng xuống chết. Mà liên tục như vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên mới hỏi quỷ dương rằng: cái người này ở trên trần gian làm cái tội gì mà bị treo ngược và uống nước đồng sôi như thế này? Lúc bấy giờ quỷ dương mới trả lời với Tôn giả Mục Kiền Liên: thưa Tôn giả, trên trần gian tên tội nhân này đã từng làm cho cha mẹ nó khóc. Thưa Tôn giả, trên trần gian nó làm cho cha mẹ nó khóc bao nhiêu giọt nước mắt, nó xuống đây nó phải uống lại bao nhiêu giọt nước đồng sôi. Tụi con cố gắng đừng bao giờ để cho cha mẹ mình buồn, đừng cho để cho cha mẹ mình khóc nữa các con à. Hiểu không? Một lời nói thôi, các con chỉ cần hạn chế lời nói của mình lại, rồi tụi con nói chậm lại một chút, nói nhẹ lại một chút, thì tụi con làm cho cái giọt nước mắt của cha mẹ mình biến thành giọt kim cương lóng lánh liền. Con nặng lời, cha mẹ thành những giọt nước mắt chảy xuống. Con nhẹ lời, giọt nước mắt thành những hạt kim cương lóng lánh trên khóe mắt của mẹ mình. Thấy không? Cho nên cố gắng từ đây trở về sau, đừng bao giờ làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc nữa. Tụi con phải nhớ một điều, trong cuộc đời này mình lớn lên được, mình sống được là mình nhờ năng lượng của tình cha và năng lượng của tình mẹ đó các con à. Hiểu không? Cha và mẹ của mình chính là hai ông Phật đó. Hiểu không? Chứ không phải đi vô trong chùa hỏi nước mới có Phật, mà ở nhà cha và mẹ chính là hai ông Phật rồi các con à. Có người nào hỏi các con vị Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, thì tụi con cứ thẳng thắn trả lời rằng cha và mẹ chính là hai Đức Phật đầu tiên trên thế gian này. Hiểu chưa các con? Cha và mẹ chính là hai vị Phật đầu tiên xuất hiện trên thế gian này. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Cha và mẹ là Phật hết các con, mà là những vị Phật chưa từng được ngồi tòa sen. Hiểu không? Cha và mẹ là những vị Phật chưa được ngồi tòa sen, ngồi ở ngã ba đường, ngồi bẹp xuống đất, ngồi để buông gánh bán bưng. Cha mẹ mình đâu bao giờ được ngồi tòa sen đâu các con, đi lầm lũi không à. Trong khi tất cả mọi người đều ngủ an giấc, thì cha và mẹ mình là những vị Phật, những vị Bồ Tát đi quét đường lộ để về khuya. Thấy không? Cho nên không, các con ơi, có đôi khi các con thấy những người già quét rác, các con đừng bao giờ bóp bệnh mũi hay là nín thở đi qua. Đó là hình bóng của cha mẹ mình, đó là hình bóng của các vị Bồ Tát đang làm sạch đường phố các con à. Là tuổi trẻ các con phải có những ý thức trong cuộc đời như vậy. Đi ngoài đường cũng vậy, phải là người biết sống. Hiểu không? Tụi con đi ngoài đường đó, tụi con thấy
tụi con đang chạy xe Honda hoặc con đạp xe đạp, mà con nghe ở ngoài sau lưng tiếng xe cấp cứu nó hú còi, nó hú còi, nó xin đường. Con biết tiếng hú trong còi xe đó là cái gì không? Cái tiếng hú đó là SOS, SOS, tức là cấp cứu đó, là xin cầu cứu đó, hiểu không? Mà tiếng đó có nghĩa là gì? Xin cho tôi một giây sự sống, xin cho tôi một giây sự sống. Tức là chiếc xe đó nó hú còi để nó xin mình một giây của sự sống. Vì cái người nằm trong chiếc xe đó, cho nên tụi con là tuổi trẻ, tụi con phải sống làm sao là sống đúng, sống đẹp, sống thật và sống sạch. Tức là tụi con phải lách mình vào, tức là tụi con cho cái người cần nằm trong chiếc xe đó một giây sự sống, để họ kịp về tới bệnh viện, để bác sĩ không nói một câu đến chậm quá chúng tôi đành bó tay. Nếu bệnh nhân này sớm hơn một vài phút thì có thể cứu sống được. Cho nên khi mà mình lách người vào trong lề, tức là tụi con đã tặng cho cái người cần đó một giây sự sống rồi. Thấy không? Cho nên tụi con thấy cuộc đời này nó có bốn dấu: cộng trừ nhân chia. Tụi con là tuổi trẻ, tụi con phải biết sống trong cộng trừ nhân chia. Hiểu không? Trừ là gì? Tức là chơi với người này bỏ người kia. Tao với mày chơi thôi, đừng chơi với nó, là dấu trừ của cuộc đời, xấu lắm. Dấu nhân của cuộc đời, ỷ mình giỏi, mình khoe khoang mình nhiều quá là dấu nhân của cuộc đời. Mình chia làm hai đi, tụi nó chơi với tụi nó, mình chơi với nhóm của mình, đó là dấu chia của cuộc đời, xấu luôn. Tụi con phải sống bằng dấu cộng của cuộc đời. Dấu cộng đó nằm lên cây thánh giá của Chúa Giêsu, nằm trong chữ vạn trên lồng ngực của Phật, nằm trong cái chữ thập trên chiếc xe hồng thập tự. Thấy không? Dấu cộng đó mới tuyệt vời các con à. Dấu cộng đó mới liên kết được con người với con người lại với nhau. Hiểu không các con? Cho nên tụi con sống cần phải có dấu cộng giữa cuộc đời này. Dấu cộng thiêng liêng lắm các con à. Cho nên sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng 6, ngày đầu tiên Thầy gặp gỡ tụi con, gặp gỡ tất cả những mầm non trong cuộc sống, gặp gỡ những chiếc lá màu xanh đang khoe sắc thấm. Thầy chỉ mong một điều, chiếc lá màu xanh này mãi mãi là những chiếc lá xanh trong cuộc đời, để sau này 700 chiếc lá xanh này thành lá phổi của cuộc đời, để mà sưởi ấm cuộc đời, để mang đến dinh dưỡng cho cuộc đời. Vì tụi con là tuổi trẻ của cuộc đời, là nguồn khí của tương lai, là gia sản của quốc gia, là tài sản của đất nước đó các con à. Và chính tuổi trẻ của các con là nụ cười của cha mẹ. Tuổi trẻ của các con chính là những hạt diệp lục tố đang quan hợp tất cả những điều hay lẽ phải của cuộc đời, để tụi con có thể biến tụi con thành một màu xanh đặc thù của tuổi trẻ. Hiểu không? Trước khi dứt lời, cầu chúc cho Ni Sư Viện Chủ Chùa Hội Đức mãi mãi có đầy đủ sức khỏe để dìu dắt, để mở thêm nhiều khóa tu mùa hè cho tất cả tụi con đến đây để mà tụi con gặp gỡ và tu học. Chúc Thầy Đại Đức MC mãi mãi vui vẻ, mãi mãi có những nụ cười thân thiện, để có những cái chiếc chìa khóa mở cửa bờ môi để hướng dẫn tụi con trong dạng nẻo đường trong cuộc sống. Và Thầy cầu chúc cho 700 trái tim của chúng ta, đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo và tâm đạo, 700 trái tim của tụi con mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.